Hey yo, chào các bạn Trong video clip hôm nay, nội dung là mình nói về Cái vàng hồ quạt này Và giới thiệu cho các bạn Về một số loại hồ quạt Mà các bạn nên sử dụng khi mà Làm Paracord này nọ Thì trong video này mình sẽ Mục đích của mình Là chỉ chia sẻ kinh nghiệm này nọ Của mình thôi, chứ không có PR hãng hồ quạt nào nha các bạn Thì Các bạn hãy bật HD Để xem rõ nhất OK, thì giờ đầu tiên là mình sẽ giới thiệu các loại hộp quẹt này sơ sơ qua cho các bạn. Thì cái hộp quẹt này là giá nó 2.000 đồng nè. Khi mà các bạn ra cửa hàng hột quẹt, thì mình đánh giá con này là dởm, không có thích, không có muốn xài con này. Và con này thì thực ra là nó cũng là cái loại hột quẹt mà nó có hình chiếc xe trên á thì cái loại đó thì mình không có mua. Thì cái này là mình không có xài Cái này là mình chôm Thì theo địa chí của mình đó là cái này rất là dởm Và không có an toàn cho lắm Vì nó không có chịu được nhiệt độ cao Giống như là Các bạn bật hồn quạt mà các bạn để lâu vậy là không có được Tại vì cái nhựa này nó sẽ hư Nhựa này nó sẽ hư Và giống như là Các bạn có thể nghe mùi khác luôn Không có an toàn chút nào hết Và cái thứ hai là hai thằng này Thằng này á, là nó thuộc về hộp quẹt khò Thì à, Cái thằng này á, là mình mua với giá 5 ngàn Và cái này á, là với giá là 8 ngàn Có thể các bạn sẽ mua rẻ hơn mình á Thì à, nó là quẹt khò Cái này á, rẻ hơn là do nó không có cái dạng mà trang trí giống như là cái cục xí ngộ bên đây nghe, nghe vui tay nè theo tư của mình đó là nếu mà sử dụng hộp quẹt này để hút thuốc hay chơi chơi này nọ thì còn được chứ còn theo mình nghĩ là mình không có xài cái hộp quẹt này tại vì khi mà kiểm tra bên trong thì nó làm bằng nhựa bên trong làm bằng nhựa nha các bạn nên vậy là nó không có được an toàn đó mình sử dụng mình thấy nó cháy bên trong nè nó cháy bên trong và khi mình để lâu lâu xíu thì nó rất là nóng nóng cái đây mình luôn và từ hộp quẹt khi mà nó các bạn để tầm 15 giây á và các bạn tắt và khi mà các bạn bật lại á thì do nó bị cái giá nào thì cái tiền nào của đó mà nên vì vậy là nó sẽ thành hộp quẹt bình thường luôn lửa nhỏ bình thường chứ không phải hộp quẹt khò nữa và để một hồi nữa thì nó mới xuất hiện khò thì cái này là không nên sử dụng nhiều vì có khả năng là nó sẽ uh, bị nổ nếu như các bạn xui thì uh, cái này cũng giống vậy chỉ có điều là nó uh, có cục lắc này thôi thì uh, khi mà các bạn nhìn vô trong đây nè các bạn nhìn vô đây nè thì uh, sẽ thấy được là nó bị cháy bên trong nè đó bị cháy bên trong nè nên vậy nó không có được an toàn và sau đây á, là hai cái hộp quẹt mà mình đánh giá cao nhất một loại hộp quẹt á, là mắc hơn thằng này uh, không có nhiều hết vào một cái hùn quẹt ai cũng biết rồi thì đây là cái hộp quẹt mà mình mua với giá là 3.000 của hãng cricket thì nó rẻ nhưng mà cái điều là cái này ra rất ít nhưng mà mình thấy nó rất là mượt và xài rất là đã cái điều thì cái lửa của nó là hơi bị nhiều thôi hơi bị lớn thôi nhưng mà cái này xài rất là mượt và an toàn mình đã xài rất là nhiều lần rồi và thấy nó rất an toàn tại vì trong đây là nó không có một cái bộ phận nào hết và nó chịu nhiệt rất là dữ và nó xài rất êm thì cái này mình mua với giá là 3.000 thì nếu mà các bạn nào mà muốn mua một lần có mà nhiều xài cho đã thì các bạn mua hộp quẹt này xài sơ xài thì là, là rất ổn còn không là các bạn hãy mua cái hộp quẹt này hãng này là hãng biết thì ai cũng biết rồi cái này là mình mua với giá là 9 ngàn Có thể các bạn mua rẻ hơn Mình thì cũng có mấy chỗ bán 10 ngàn Có chỗ thì bán 8 ngàn Cái này là biết loại lớn còn là nhỏ nữa Thì cái này là các bạn sẽ không có được điều chỉnh Cái ga của nó Thì cái này cũng vậy không có được điều chỉnh ga của nó Hai cái này là không được điều chỉnh ga nha các bạn lý do là phải là nó bảo vệ cho người dùng á, là cái gọi là hiện tượng mà bị xả ra là rất là nguy hiểm là đặc biệt á, là dính vào những cái loại mà hồ quẹt khò này á, là nó chuyên cho bị xả ra luôn mình có rất là nhiều hồ quẹt này hồi trước mua rất là nhiều nhưng mà á, mình thấy không có an toàn nên mình đã bỏ hết luôn đó còn cái hồ quẹt này á, là các bạn đừng quan tâm đến phần dưới này nha cái này mình chỉ dán chơi chơi thôi cái biết này á, là theo mình thấy là rất là ổn định luôn thì à, các bạn quẹt cái nào á, thì à, quẹt lần nào nó sẽ lên lượng đó rất là không có bị mà gọi là bị lờn thì mấy cái hộp quẹt kia các bạn quẹt nhiều lần nó mới lên còn hộp quẹt này bạn quẹt cái nào ra cái đó trừ khi nào nó hết ga hoàn toàn á, thì các bạn quẹt nó không lên nổi thôi thì à, cái biết này là mình nghĩ là các bạn nên xài cái này mặc dù nó rất là mắc so với mấy cái kia nhưng mà về mức độ mà xài ngon hàng ngon á, thì các bạn nên mua cái này nè thì theo địa chí của mình là vậy hoặc là cái này nghèo thì nên mua cái này còn có điều kiện xíu thì mua cái này cũng chả sao thì cái biết này là mình mua ở những chỗ mà bán thuốc lá và bán hộp quẹt này nọ thôi còn có cái loại biết mà hàng nhập kia nữa thì nó nhỏ xíu về nhưng mà giá nó tới 30 ngàn lận thì cái đó là dành cho những nhân chơi thì mình không nói tới vì cái này là chỉ gọi là Việt Nam sản xuất thôi mặc dù là công nghệ của Pháp này nọ nó thì cái này theo mình thì mình xài thì mình thấy là ga nó khá là nhiều Tất nhiên rồi vì nó to hơn mấy thằng này mà Nó to hơn ga nó rất nhiều Lúc trước mình đã có mua một số cái hộp quẹt kho mà nó 40 ngàn đến 50 ngàn luôn Thì mình thấy là Nó không có ổn chút nào hết mặc dự giá nó rất là cao cho một cái hộp quẹt thì mình cũng đã mua một cái rồi nhưng mà mình không nhớ là mình để thế nào hoặc có lẽ là mình đã dục mà quên thì có bạn biết sao không? mặc dù là cái khò đó cái đầu là bằng kim loại nhưng mà cái hiện tượng mà nó dễ bị hư nhất là nó bị hư cái kích điện mình mua bốn cái mỗi lần mua là hết 40 ngàn đến 45 ngàn nhưng mà nó toàn bị hư cái kích điện không à tức là mình xài có ngày là hư kích điện xài có ngày là hư kích điện tại vì ban đầu á cái đầu tiên mình mua thì có lẽ là do mình mua chúng cái hàng lỗi nên mình à, nghĩ là chắc cái sao cũng không sao đâu sao mình cứ mua mua hai ba lần như vậy á mình mới rút kinh nghiệm được à vậy là hàng à, giá cao nhưng chưa chắc gì đã ngon nên vậy á, mình khuyên các bạn á là nếu mà mua những cái khò thì nên mua trên 50 ngàn đi Tại vì mình có một người bạn xài khò cái à, 65 ngàn á, nhưng mà rất là ngon Nói chung á, khi các bạn mua á, Những cái khò như thế này nè Những cái khò mà loại xịn á Thì các bạn nên kiểm tra như thế nào Tức là các bạn phải xem xem Là bên trong á, là nó có làm bằng kim loại hay không Tại vì á, mấy khò Loại dởm này á, là bên trong nó vẫn phủ nhựa Bình thường Nó vẫn phủ nhựa bình thường Chứ không có làm kiểu như những cái kia Thì bây giờ mình tháo ra một cái cho các bạn xem nè mình tháo một cái này ra nè. Đó. Các bạn thấy nè. Nó bị chảy nhựa ra luôn. Các bạn thấy không? Rất là xài cái này rất là dởm. Không có ngon chút nào cả. Cái này lòng nhựa. Khi mà các bạn mua thì uh, mấy cái khò mà loại mắc tiền á thì các bạn hãy uh, Check thử coi là cái này nó có làm bằng kim loại hay không rồi hãy mua chứ đừng có mà giống như mình mua rồi uống tiền ok mình là admin DC đến từ vietnamese uh, paracord group thì uh, video clip bữa nay thì chỉ nói bao nhiêu thôi thì hai đứa chí của mình đó là nên đặt là các bạn nên xài hai cái này đừng có nên mua những cái khác thì cái loại này có thể các bạn mua không có thì uh, mình khuyên là các bạn nên mua cái này nè biết ok hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp chào các bạn và hẹn gặp lại